Sáng nay, hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế AproChain Uptech đã tổ chức buổi tọa đàm Người lập trình góc nhìn thẳng. Với mục đích tạo cái nhìn đa chiều về ngành lập trình, nâng cao nhận thức công chúng và tạo động lực cho việc phát triển nhân lực của ngành, buổi tọa đàm đã thu hút đông đảo các diễn giả uy tín trong ngành công nghệ thông tin và các bạn sinh viên tham gia. Tại đây, các đại biểu đã cùng bàn thảo về lợi ích và thách thức của nghề lập trình, giải đáp những thắc mắc xung quanh chế độ đãi ngộ, áp lực công việc của ngành, cũng như hướng phát triển tương lai của nghề lập trình ở Việt Nam. Trong thời gian qua, ngành công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp gia công phần mềm vẫn có mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, hầu hết đều gặp khó khăn về vấn đề nhân lực do nhiều thông tin cho rằng ngành lập trình có áp lực công việc cao, lương thấp dẫn đến số lượng sinh viên theo học giảm sút. Qua những buổi tọa đàm thiết thực của hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế AproChain Uptech, hy vọng tình trạng này sẽ được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lập trình viên phát triển ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam.